À, xin chào toàn thể các bác nhá. À, hôm nay em lại giới thiệu với các bác một dòng loa mang thương hiệu là DMX. À, thì các bác có thể thấy cái thương hiệu luôn đây, đó là DMX Audio. À, dòng loa này sử dụng một bát 30, một tép kèn và thiết kế có một lỗ thoát hơi ngay bên cạnh đây. À, bên cạnh này, bên cạnh thùng loa thì là có thiết kế 3 lỗ ốc để các bác về có thể treo cái loa lên cho nó cao. Đấy, treo cao lên thì bắt và nó sẽ chịu tải vào ba con ốc này. Các bác có thể treo chéo được thì bắt hai con, và treo dọc hay treo ngang thì tùy các bác thích kiểu treo nào cũng được. Ở trên nóc cũng có một lỗ bắt ốc chính này, các bác có thể treo treo thì nó hơi ngắn tí nhưng khoảng cách khá dài. Đây, chéo đây, chéo đây và chéo đây rất rộng luôn. Đằng sau thì là có cái hậu loa để các bác cắm jack điều chỉnh vào. Cái này là model sản phẩm là DMX NX12 và công suất chịu tải là nó có ghi trên đây 300W này. Hoạt động của loa này là từ 55Hz đến 20kHz trở căng 8 ohm. Đấy các bác, đấu pick đầu vào là cộng 1-1. Bên cạnh này thì cũng giống như bên kia là có ba lỗ ốc, ba con ốc bác bắt treo lên. Về phần mặt lưỡi thì tính em sẽ chèn hình vào sau các bác nhé. Ở đây là toàn thể cái loa. Thì đây là có một đôi nhưng mà vừa bê ở trong nhà rồi, bây giờ ngại bê ra, quay cho các bác xem một chiếc. Đấy, để các bác xem. Đấy, mặt form này. À, dưới loa thì có một cái lỗ để các bác cắm cọc vào. Đây, dưới thì có một cái lỗ để các bác cắm cọc vào. Okay. Đấy, chân để cao su. Và lưới là lưới bằng kim loại. Em cứ nói là lưới bằng kim loại thôi, còn ngoài này nó có bọc vải để làm cho cái loa nó có một phần sang trọng và lịch sự. Nhưng hiện tại cặp này em đang bán với mức giá là 5.8 triệu bao ship các bác nhé. Cước vận chuyển mất đôi này vào Nam mất tầm 700-800 đấy. Cứ bưu điện mọi người xe nó đỡ hơn rất là nhiều. Nếu các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả mô tả các bác nhé. Rồi, hẹn các bác video sau nhé. Khăn nước em phải đi uống nước rồi.